Trân trọng chào anh Dạng, anh Dạng ơi. Bài Làng Gốm Quê Hương thì em đã xin gửi tặng anh Trần Văn Dạng. Đây là một thành viên, đây là một người luôn luôn cổ vũ cho câu lạc bộ, cũng luôn luôn đồng hành cùng tất cả anh chị em ca sĩ trong câu lạc bộ. Ngày nào Đạt cũng gặp anh Dạng, thì hôm nay em Đạt sẽ gửi tặng anh. Chúng ta cùng về Thái Bình anh nhá. Quý anh chị em đang nghe một bài Làng Gốm Quê Hương, và bài hát này thì em đã xin gửi tặng anh Trần Văn Dạng. Anh Trần Văn Dạng là một người cổ động viên, mình gọi là cổ động viên, rất là nhiệt tình với chúng ta. Em chào anh nhá. Khi anh nghe được bài này thì em rất là hy vọng là anh rất là tự hào và anh rất là có nhiều cảm xúc anh nhá. Anh
mà lòng anh yêu thương. Rồi và xong ca khúc vừa rồi, em đàn xin trân trọng được gửi tới anh Trần Văn Dạng, kính chúc anh sức khỏe và hạnh phúc anh nhá. Xin chào tất cả quý anh chị em.